Dạ, kênh Lê Nguyễn mến chào quý bà con nha. Rồi, hôm nay quay trở lại nhà vườn Nhiên Lê giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha bà con. Nhà vườn mới về cái lô mới rất là đẹp, giao lưu cùng bà con luôn nha. Nên mời bà con và các bạn mình cùng Nhiên Lê ạ. Anh chào Nhiên. Dạ em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em tiếp tục giao lưu phôi hoa giấy Mỹ của chú anh chị. Rồi hàng lô là mới về nha cô chú anh chị. Rồi để làm không mất thời gian vào luôn mã số 1 luôn ạ. Hàng quá nhiều cô chú anh chị. Em ra được hoành là 21. Tổng cao là 65. Bộ đế của nó sổ là 50. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho mã số 1 luôn ạ. Bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã số 2. Nhà vườn em là vẫn là ưu đãi mua 5 tặng 1 mà cô chú anh chị. Số 2 một cây dáng bay, quái rất là đẹp luôn. Số 2 em đo được hoành là 23. Tổng cao là 67. Của đấy của nó sổ là 60. Cái mã số 2 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 cho mã số 2 luôn ạ. Cây bệ đế rất quái rất là đẹp của chú anh chị. Rồi em xuống mã số 2 lên tiếp tục là mã số 3. Số 3 em đo được hoành là 26. Tổng cao là 73. Ủa đấy nó sổ là 50. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là cái này là dáng bay như thế này nha cô chú anh chị. Cây số 3 em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho một cây dáng bay rất là đẹp luôn. Rồi em xuống mã số 3 lên tiếp tục mã số 4. Số 4 đo được hoành là 17. Tổng cao là 68. Ở đây của nó sổ là 48. Cái mã số 4 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 4 luôn ạ. Nhà vườn em là bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 mà cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 62. Bộ đấy của nó sổ là 47. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 5 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã số 6. Số 6 em đo được hoành là 19. Tổng cao là 73. Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 6 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục là mã số 7. Số 7 đo được hoành là 22. Tổng cao là 75. Bộ đế của nó sổ là 55. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 180.000. Bao sắm bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 luôn cô chú anh chị. Mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen nhĩ trắng cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số 7 lên tiếp tục mã số 8. Số 8 đo được hoành là 22. Tổng cao là 66. Bộ đế của nó sổ là 50. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã số 8 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục là mã số 9. Số 9 cây rất là quái luôn. Cây dáng bay nha cô chú anh chị. Bay quái nè. Em đo được hoành là 16. Tổng bay là 74. Bộ đấy có sổ là 60. Cái mã số 9 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 9 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục là mã số 10. Số 10 em đo được hoành là 16. Tổng bay là 57. Bộ đế của nó sổ là 51. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho phôi hoa giá Mỹ mã số 10 luôn ạ. Bao sóng bao xíu toàn quốc luôn cô chú anh chị.
Rồi em lên tiếp tục là mã 11. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 54. Đế của nó sổ là 35. Cái mã 11 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 11 luôn ạ. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục mã 12. Em đo được hoành là 15. Tổng cao là 57. Của đấy có nói sổ là 38. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 12 luôn ạ. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục mã 13. Mã 13 em đo được hoành là 23. Tổng cao của nó là 64. Bộ đế của nó sổ là 55. Cái mã 13 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 trong phôi hoa nhân Mỹ mã 13 luôn ạ. Rồi em xuống mã 13 lên tiếp tục mã 14. Mã 14 là một cây tông dáng trực cao ơi cô chú anh chị. Em đo được hoành là 22. Tổng cao của nó là 87. Bộ đế của nó sổ là 36. Cây mã 14 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 trong cây dáng trực nha cô chú anh chị. Cây này là về ghép thái là đẹp lắm cô chú anh chị. Ghép ngũ sắc nhiều tầng. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục là mã 15. 15 đo được hoành là 14. Tổng cao là 64. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 15 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 15 luôn ạ. Rồi em xuống mã 15 lên tiếp tục mã 16. Tiếp tục là một cây dáng trực tông cao nữa rồi chú anh chị. Em đo được hoành của cây là 17. Tổng cao là 84. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho một cây dáng trực mã 16 luôn. Rồi em xuống mã 16 lên tiếp tục là mã 17. Cái này đổ hả? Cái này đổ rồi cô chú anh chị. Quay ngang lại nha. Để em đo thông số sao cho cô chú anh chị coi nha. Rồi. Hoành của nó em đo được là 16. Tổng đổ của nó là 55. Bộ đế của nó sổ là 44. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 trong cây đổ mã 17 luôn ạ. Rồi em xuống mã 17 lên tiếp tục là mã 18. Đo được hoành là 16. Tổng cao là 80. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 18 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 18 luôn ạ. Rồi em xuống mã 18 lên tiếp tục là mã 19. Đo được hoành là 22. Tổng cao là 77. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 19 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 mã 19 luôn ạ. Bao sống bao ship toàn quốc mua 5 tặng 1 của chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 20. Những cây dáng cao như thế này tông rất là đẹp luôn của chú anh chị. Em đo được hoành là 24. Tổng cao 85. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 20 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 20 luôn ạ. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục mã 21. Em đo được hoành là 15. Tổng cao là 79. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 21 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 21 luôn ạ.
bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 con cô chú anh chị. Em đo được hoành là 17. Ây da. Tổng cao của nó là 1m03. Ở đấy của nó sổ là 35. Cái mã 22 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho mã 22 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 23. 23 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 64. Ở đấy của nó sổ là 30. Cái mã 23 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 23 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 24. Em đo được hoành là 24. Tổng cao là 90. Đế của nó sổ là 30. Cái mã 24 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho mã 24 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 25. Đo được hoành là 18. Tổng cao của nó là 98. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 25 này em xin Zalo là 160.000. 160.000 cho mã 25 luôn ạ. Rồi em xuống mã 25 lên tiếp tục mã 26. Đo được hoành là 19. Bộ đế là 1m10. Cái này ghép được 2 tầng. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 26 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho mã 26 luôn ạ. Rồi em xuống mã 26 lên tiếp tục mã 27. Em đo được hoành là 22. Trời ơi. Tổng cao là 1m18. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 27 này em xin Zalo là 250.000. 250.000 cho mã 27. 250.000 nữa cô chú anh chị, bao sống bao xíu toàn quốc luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 28. Này lên đô tông cao. Tông cao một cốt, ghép ngũ sắc tăng dù. Em đo được hoành là 21. Tổng cao là 89. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 28 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 28 luôn ạ. Ghép ngũ sắc làm tán dù ha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn á. Rồi em lên tiếp tục là mã 29. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 1m17. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 29 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 29 luôn ạ. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. Em đo được hoành là 18. Tổng cao là 79. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 30 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho mã 30 luôn ạ. Rồi em xuống mã 30 lên tiếp tục mã 31. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 65. Bộ đế của nó sổ là 50. Cái mã 31 này em xin Zalo là 230.000. 230.000 cho mã 31 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 32. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 59.
Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã 32 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 32 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 33. Nó được hoành là 23. Tổng cao là 69. Bộ đế của nó sổ là 52. Cái mã 33 này em xin giao lưu là 230.000. Bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 của chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 34. Em đo được hoành là 23. Tổng cao là 70. Bộ đế của nó sổ là 49. Cái mã 34 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 34 ạ. Rồi em xuống mã 34 lên tiếp tục là mã 35. Đo được hoành là 20. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 46. Cái mã 35 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 35 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 36. Em đo được hoành là 15. Cao là 63. Bộ đế của nó sổ là 50. Cái mã 36 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 36 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 37. Nó được hoành là 19. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã mấy anh? 37. 37 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 trong cây dán trực mã 37 đúng không ạ? Rồi em xuống mã 37 lên tiếp tục mã 38. Nên bao nhiêu mã vậy anh? 38 đo được hoành là 15. Tổng cao là 93. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 38 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 38 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 39. Đo được hoành là 23. Tổng cao là 1m14. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 39 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 39 luôn. Ghép tán dù bao phê của chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 40. Đo được hoành là 23. Tổng cao là 66. Bộ đế của nó sổ là 48. Cái mã 40 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 40 luôn ạ. Rồi mã 40 này là cũng mã cuối kết thúc cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Rồi em xin hết ạ. Rồi, anh cảm ơn Nhiên Lê nha. Cảm ơn bà con mình. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp nha. Bye bye bà con ạ.